loạt phim What If mở ra với Captain Carter và cũng kết thúc mùa phim đầu tiên cùng với nữ chiến binh mạnh mẽ. Những tưởng như chúng ta sẽ phải sớm rời xa biến thể thú vị này để nhường chỗ cho những trường hợp nếu như đặc biệt hơn, thì ở chính giữa mùa phim thứ hai, Peggy đã trở lại để tiếp tục cuộc hành trình xuyên không còn dang dở, đồng thời tiện tay chắp bút luôn cho sự kiện đa vũ trụ hoành tráng sắp sửa sẽ đến. Và không để mất thêm nhiều thời gian nữa, hãy cùng World Stream Movie tìm hiểu xem những gì đã diễn ra trong What If Captain Carter Fought the Hydra Stomper, và cũng là tập phim thứ 5 này nhé. Let's go! Như chúng mình đã đề cập ở trên, thì tập 205 của What If không đào sâu vào một viễn cảnh đa vũ trụ nào đó hoàn toàn mới, mà thực chất là nó đã trở lại để theo chân Captain Carter, đội trưởng vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đa vũ trụ được The Watcher giao phó. Tóm tắt lại một chút về câu chuyện ở quá khứ, thì Steve Rogers chưa bao giờ hấp thụ huyết thanh siêu chiến binh, mà cô bạn gái của anh là Peggy Carter mới là người được chọn. Chính vì biến số này mà cuộc chiến với Red Skull trên màn ảnh đã bị đảo lộn hoàn toàn. Captain Carter chưa bao giờ phải đâm sầm phi cơ xuống Bắc Cực. And you couldn't have jumped out of the plane before you crashed it. Mà thay vào đó, khối Tesseract đã mở đường cho một quái vật khổng lồ đến với trái đất. Cảm thấy không thể hạ gục sinh vật quái dị, Peggy đã buộc phải hy sinh thân mình và trực tiếp đẩy nó trở lại cánh cổng. Hành động này sau đó đã đem cô đến với thế giới hiện đại ở 70 năm sau, trùng khớp với thời điểm mà Nick Fury cùng với Hawkeye đang nghiên cứu dự án Pegasus. Về cơ bản thì thay vì ngủ đông, đội trưởng Mẽo vẫn không thể tránh khỏi kết cục bị xê dịch thời đại. Thế nhưng khác với một OG Steve lạc lõng, thì Peggy lại hòa nhập nhanh chóng và phần nào tận hưởng lối sống hiện đại trước mắt. Trong một lần làm nhiệm vụ, thì The Watcher đã bất ngờ lộ diện nhằm chiêu thài Peggy, hy vọng cô có thể gia nhập đội vệ binh đa vũ trụ để chống lại Infinity Ultron. Thành công cứu lấy vận mệnh của Multiverse, Uatu hay The Watcher chỉ có thể gửi Peggy trở lại đúng thực tại mà cô đã rời đi. Vì vậy, đội trưởng đã ở lại thế kỷ 21 để chiến đấu cùng biệt đội Avengers. Là chị em với nhau, đã thấy con đồng cảnh ngộ không có người thân để xung vầy. Natasha Romanoff nhanh chóng làm thân với Peggy Carter. Họ không chỉ ăn ý trong chiến đấu, mà còn thực sự tỏ ra phù hợp để làm tri kỷ. Một ngày vẫn như bao ngày khác, cặp đôi được Nick Fury cử đi để thực hiện nhiệm vụ chống khủng bố. Ngay từ khung hình đầu tiên, thì không khó để chúng ta nhận ra rằng bối cảnh này chính là các sự kiện mở đầu của Captain America Winter Soldier trên màn ảnh. Natasha cho biết con tàu đang chở Hydra Stomper, bộ giáp hủy diệt được Howard Stark tạo ra. Tuy nhiên, điều mà họ không ngờ chính là Steve Rogers vẫn còn nằm nguyên bên trong nó. Mất kiểm soát, Hydra Stomper khởi động và bắn phá con tàu, suýt chút nữa thì lấy luôn cái mạng của Peggy Carter. Bực tức trở về, Peggy Carter đã lao vào đối chất Nick Fury bởi theo mặt giấy tờ, thì bạn trai của cô đã thiệt mạng vào năm 1953 khi nỗ lực càn quét toàn bộ tàn dư của Hydra. Thứ mà cô không nhận được báo cáo là những tin đồn về sự xuất hiện của bộ giáp này từ những năm 60, kéo theo đó là vô số tội ác gây chấn động thế giới. S.H.I.E.L.D. cũng đã mất nhiều đặc vụ trong nỗ lực ngăn chặn Hydra Stomper, thế nhưng Peggy không bao giờ tin rằng Steve có thể làm được những điều man dợ như vậy. Cắt ngang cuộc tranh luận gay gắt, thì Natasha tiết lộ về khả năng Steve đã bị tẩy não bởi Red Room, cũng là cơ sở sản xuất ra những sát thủ như Black Widow. Chưa kịp bàn bạc cho ra lẽ, thì chiếc Stomper đã đột ngột tấn công trụ sở, cùng mục tiêu lần này gọi tên Bucky Barnes, cựu chiến binh hiện đang đảm nhận vai trò trọng trách ngoại trưởng cho chính phủ. Hành động gây hấn dẫn đến một cuộc chiến toàn diện giữa Peggy và Steve, bất chấp Bucky có dùng thông não chi thuật với hy vọng đưa bản thân trở về. Mặc dù phế hoàn toàn khi giao chiến trên không, Peggy lại nắm quá rõ điểm yếu của Stomper. Bằng một cú ném duy nhất, chiếc khiên đã đánh vào lõi năng lượng, tắt nguồn bộ giáp và vô hiệu hóa Steve. Phối hợp uyển chuyển với Natasha, họ cùng nhau lên chiếc Queen Jet để di chuyển đến một địa điểm kín đáo nằm ngoài radar theo dõi từ S.H.I.E.L.D. Tầm soát toàn bộ cơ thể thì Natasha phát hiện ra Hydra Stomper chính là thứ đang duy trì sự sống của Steve. Động đến mặt công nghệ, Black Widow đề xuất họ nhờ cậy Tony Stark và Bruce Banner. Dẫu vậy, Peggy đã ngay lập tức gạt phăng ý tưởng đó vì Steve hiện đang là mục tiêu săn đuổi của toàn bộ thế giới. Họ không hề có thời gian để Science Bros nghịch ngợm, nhất là khi S.H.I.E.L.D. đang đuổi theo sát nút. Nếu Red Room là nơi đã vũ khí hóa Rogers, thì hẳn nó cũng phải sở hữu cái cách để giải thoát anh khỏi tình trạng này. Natasha không phủ nhận mức độ khả thi của cách làm này. Chỉ có điều, địa điểm của Red Room luôn tồn tại như một bí ẩn. Đang rối bời không biết phải làm gì, Rogers thế quái nào lại tỉnh dậy với tâm trí hoàn toàn bình thường. Ký ức khôi phục trở lại đã khiến cho Peggy vội đặt niềm tin vào người bạn trai cũ. Anh nói sẽ dẫn đường cho họ đến với Red Room, nơi hóa ra là căn cứ quân sự Sokovia, được tạo ra như một thị trấn kiểu mẫu để thử nghiệm bom hạt nhân. Không cần quá tinh ý để nhận ra đây là một cái bẫy, thế nhưng khi cảm xúc đã lấn át lý trí, Captain Carter cũng hóa một chiến binh tầm thường. Không lâu sau khi đặt chân đến thị trấn quỷ quái, các hình độn được hóa trang thành cư dân đã liên tục xả đạn về phía bộ ba.
chúng là những làn điện làm tê liệt thường được Black Widow sử dụng, và trước sự áp đảo về quân số, hai chị đại đã gục xuống. Từ bóng tối mờ mịt, Melina Vostokiv cùng với các Widow theo sau dần dần lộ diện. Kế hoạch của chúng đã quá rõ ràng, thao túng Rogers để dụ Peggy đến đây. Nếu thành công tẩy não thêm một Avenger, thì cả biệt đội báo thù rồi cũng nằm trong tay Red Room. Không sớm thì muộn, thâu tóm toàn bộ quyền lực của thế giới sẽ chẳng còn là tham vọng xa vời. Melina chia sẻ rằng Carter là thần tượng mà các cô gái ở Nga ngưỡng mộ. Vì vậy, nếu sở hữu biểu tượng nữ quyền phục vụ dưới trướng, thì đó sẽ là một chiến thắng mang tính cách mạng cho tổ chức. Peggy và Natasha được phép tự nguyện đầu hàng, còn nếu không thì họ sẽ phải solo squad với Hydra Stomper, toàn bộ Red Room cũng như thị trấn quân sự này. Làm ngơ cuộc đàm phán, Natasha và Peggy đã từ chối bị bắt, nhất là khi họ chơi lấy được từ đối phương một ít máu. Chơi liều mà đã chẳng có cơ sở, Peggy gần như không thể làm tổn thương bạn trai, còn Natasha thì bị Melina bóp cổ chờ chết. Ở bước ngoặt của trận chiến, nếu Steve không lắng nghe những lời chân tình của Peggy mà thoát khỏi chế độ chiến binh mùa đông thì mọi chuyện đã an bài từ lâu rồi. Nắm quyền kiểm soát trở lại, Hydra Stomper lao thẳng về trụ sở Red Room ở trên không, đính kèm thêm Melina vừa bị Natasha buộc vào do mất tập trung. Một vụ nổ kinh hoàng trên bầu trời khép lại toàn bộ thảm họa mang tên Red Room cùng với mạng lưới tẩy não hàng trăm sát thủ trên toàn cầu. Một thời gian trôi qua, cái kết cứ bị không có hậu đã thôi thúc Peggy lên đường tìm kiếm bạn trai cũ. Cô tin rằng anh vẫn còn sống vì thi thể của Steve Rogers không được SHIELD tìm thấy lúc dọn dẹp hiện trường. Khi tỷ phú công nghệ Tony Stark chuẩn bị mất một siêu xe vào tay hai cô nàng, thì Peggy đã bất ngờ bị hút vào một cánh cổng dịch chuyển. Năng lượng màu đỏ đặc trưng này chắc chắn phải thuộc về Scarlet Witch. Tuy nhiên, đứng bên cạnh Wanda Maximoff còn có một phiên bản phù thủy nào đó của Nick Fury. Hai người này dường như tin rằng Peggy có thể cứu được nữ hoàng của họ. Còn nữ hoàng là ai thì chưa kịp nói. Tập 205 chứng kiến rất nhiều cảm hứng được lấy ý tưởng từ hậu truyện Winter Soldier của Captain America. Mặc dù vậy, giống như toàn bộ viễn cảnh ở What If, thì nó đều được viết lại theo diễn biến hoàn toàn khác, chỉ bởi một lựa chọn, cho dù là rất nhỏ. Thành phần mạch truyện chứng kiến sự thay đổi lớn nhất chính là việc Hydra đã bị xóa sổ hoàn toàn bởi cặp đôi Bucky Barnes và Steve Rogers sau Thế chiến thứ 2. Chính vì Hydra không còn tồn tại nên SHIELD sẽ chẳng thể bị thất thủ rồi dần lụi tàn như trên màn ảnh. Chiến binh mùa đông và tổ chức độc ác cũng lần lượt bị thay thế bởi hai thế lực là Red Room cùng với Stomper. Thứ duy nhất vẫn bất biến mặc cho dòng thời gian vạn biến là anh chàng Crossbone, người vẫn tiếp tục công việc của mình tại đúng bối cảnh cũ, nhưng dĩ nhiên là chẳng còn lạc lối để mà chống phá lại Captain America. Bucky không bị biến thành Cyborg, đã sống một đời liêm khiết, trở lại Hoa Kỳ để cống hiến cho tổ quốc dưới tư cách là một ngoại trưởng. Công việc nôm na là giống như những gì mà tướng Thunderbolt Ross đã và đang làm ở MCU. Ngoài ra, có vẻ như Bucky còn đảm nhận luôn vị trí giám đốc tại The World Security Council, một hội đồng quốc tế quy tụ các chính trị gia hùng mạnh nhất trên trái đất để giám sát cũng như ra quyết định cho SHIELD. Ghế nóng ở đây vốn thuộc về Alexander Pierce, nhưng Bucky còn uống bia với cả thần Thor, thế nên vị trí này cũng được giới quyền lực gửi gắm cho ông luôn một thể. Trong phân cảnh mà hội đồng căng thẳng thảo luận, thì hội viên sinh đã từng xuất hiện trong bản live action cũng đã tranh thủ góp vui. Họ đang đề cập đến gói viện trợ cho Sokovia và cộng hưởng với cái kết của tập phim nơi Hydra Stomper phá tanh bành mọi thứ, thì nhiều khả năng những sự kiện ở Age of Ultron sẽ không thể đi theo kịch bản cũ được nữa, thậm chí chưa chắc đã đủ điều kiện để xảy ra. Trong trường hợp Sokovia không bị biến thành thảm kịch, thì điều này cũng đồng nghĩa rằng Civil War hoàn toàn đủ nhẹ nhàng để giải quyết trên bàn đàm phán, thay vì phải gay gắt chia bè chia phái để xảy ra ẩu đả đấu đá. Một chuỗi domino xảy ra, và nó phần nhiều là có lợi cho thế giới, chứ không phải liên tục khủng hoảng từ nội chiến cho đến Thanos. Một tinh chỉnh đáng chú ý trong tập 205 đã khiến cho nhiều người hâm mộ thích thú đến từ đội ngũ của Avengers trong cuộc chiến chống lại binh đoàn Chitauri ở New York. Original Six mà khán giả MCU quen thuộc bị khuyết đi một mảnh quen thuộc là The Hulk và người được chọn để thay thế là The Wasp. Trong comics thì The Wasp vốn là thành viên đã sáng lập nên biệt đội báo thù vào những năm 60 ở thế kỷ trước. Đồng thời, khi bộ phim The Avengers được lên sóng vào năm 2012, The Wasp vốn đã nằm trong kế hoạch phát triển ban đầu và thậm chí còn được lên concept đàng hoàng. Sự góp mặt của nữ chiến binh ở đây một phần là để chiều lòng fan Marvel, nhưng nó cũng nói thay cho tầm ảnh hưởng của Peggy lên thực tại này. Hiện tượng Captain Carter mạnh mẽ, can trường kết thúc Thế chiến 2 đã được ghi vào sử sách và hằn in vào nhiều thế hệ trẻ em trên toàn cầu. Chính Melina cũng thẳng thắn về ham muốn sở hữu Peggy. Đội trưởng là đại diện cao nhất cho nữ quyền, thứ không thể được xây dựng trong ngày 1 ngày 2 mà phải tiêu tốn đến hàng thập kỷ. Từ đây, The Wasp đã đứng trong hàng ngũ các siêu anh hùng mạnh mẽ nhất thế giới là minh chứng rõ ràng nhất cho việc Captain Carter đã lan tỏa xu hướng phái đẹp làm chủ đến mọi ngóc ngách của xã hội cũng như nhiều nền văn hóa đại chúng. Bình đẳng hóa đến sớm và từ những thước phim trên màn ảnh, ta cũng dễ dàng có thể nhận thức được những tác động tích cực đã đến với thực tại này.
Ở thời điểm mới tái ngộ với Stomper, một băn khoăn rất nhức nhối mà Peggy đã phải trao đổi với Bucky là việc thứ gì đã cung cấp nguồn năng lượng cho bộ giáp. Chàng trai từ Brooklyn nghĩ rằng Howard Stark đã nghịch ngợm sau khi chiến tranh kết thúc, theo kiểu sao vuốt tóc trộn với Plutoni chẳng hạn. Câu đùa này khá là quan trọng, là bởi tao đều biết Stomper nguyên gốc được cung cấp nguồn năng lượng bởi khối Tesseract chứ không phải là Arc Reactor mà Tony đã tạo ra. Nếu phá hủy khối lập phương, trái đất sẽ đi tong, nên pha đối đáp này từ Bucky đã phần nào đó chút bỏ gánh nặng lên đôi vai Peggy, để cô chơi tới bến mà không cần bận tâm suy nghĩ. Trở lại khung hình mà Captain Carter tranh luận với Natasha về việc họ nên làm gì để cứu chữa cho Steve Rogers. Cuộc hội thoại giữa cả hai đã đả động đến một Easter Egg liên quan trực tiếp đến thương hiệu Star Wars đình đám. Chuyện là thế này, Peggy từ chối ý tưởng tìm đến Bruce Banner hay Tony Stark bởi sau vụ ầm ĩ ngày hôm nay, cả thế giới đang săn lùng Hydra Stomper. Nếu phát hiện Steve còn sống, thì anh sẽ dành phần đời còn lại trong phòng nghiên cứu khoa học. Và trong trường hợp tốt đẹp nhất thì cũng bị đóng băng bởi Carbonite rồi nhốt vào trong một nhà tù nào đó. Captain Carter chưa từng xem Robocop, dẫu vậy, rõ ràng cô nàng rất yêu thích Jedi cùng với các thành lightsaber. Sở thích mà nhanh chóng bị Natasha trêu chọc, tái hiện lại nụ cười mỉa mai mà Black Widow dành cho đội trưởng Mẽo trên live action vì những thú vui khá là nhạt nhẽo của anh. Cũng liên quan đến Carter mà một pha foreshadowing khá hài hước từ Nick Fury khi đặc vụ này quả quyết, chỉ tấm khiên Vibranium không đủ để Peggy ngăn cản vũ khí hủy diệt Hydra Stomper. Kết quả sau cùng đã diễn ra đúng như điềm báo của cụ trột, nhưng điều thú vị là nó lại diễn ra trái ngược với hàm ý mà Nick Fury muốn đề cập. Chính Carter mới là người chủ động bỏ khiên xuống, bởi tất cả những gì cô cần để có thể đánh thức Steve là tình cảm. Qua đó, thúc đẩy anh hy sinh bản thân để phá hủy Red Room. Trong phân cảnh cuối cùng của tập phim, Peggy Carter đã bị kéo tới một thực tại khác bởi Scarlet Witch, báo hiệu cho cuộc chiến đa vũ trụ sắp xảy đến ở chặng cuối của What If, tương tự với mùa phim đầu tiên. Tham chiếu bối cảnh trang phục của Nicholas Fury và kiểu cách xưng hô nữ hoàng từ Wanda, ta có thể phần nào nhận ra cảm hứng mà loạt phim đang tham khảo từ Marvel 1602, series theo trần các siêu anh hùng Earth 311. Tuy nhiên thời đại là ở nước Anh thời Trung Cổ, kỷ Elizabeth. Thay vì các bộ trang phục hiện đại đi kèm với các pha combat cháy nổ, thì ở 1602, họ sẽ thường đấu kiếm theo nghĩa đen và pháp thuật kỳ bí luôn là một nét bản sắc không thể bị lu mờ. Ngoài Peggy Carter, thì từ trailer được What If đăng tải, Hulk, người kiến cùng một phiên bản của Steve Rogers cũng được kéo đến thế giới quỷ dị này. Họ đều được Scarlet Witch dùng Chaos Magic quy tụ nhằm giải cứu nữ hoàng, người được đồn đoán là một phiên bản khác của Hela sẽ do Cate Blanchett thể hiện. Cuối cùng sẽ là một thay đổi dù rất là nhỏ nhưng vẫn chưa được làm rõ nguyên nhân trong tập 205 là việc Natasha Romanoff đã được đào tạo sát thủ ở chính căn cứ ở trên trời của Red Room. Vì cơ sự này nên khi gặp lại tàu khổng lồ, Black Widow đã thốt lên Home Sweet Home đầy chua chát. Tiết lộ về cơ sở vật chất của Red Room từng chứng kiến tầm ảnh hưởng quan trọng hơn rất nhiều khi nó đứng đằng sau lý do tại sao mà Dreykov có thể trở nên vô hình, không bị lực lượng chức năng truy bắt, kể cả nó có làm gắt đến đâu. Việc Hydra đi đời sớm cũng đã phần nào thúc đẩy quá trình phát triển của Red Room, bằng chứng là việc trong bộ phim solo của Scarlett Johansson, ta cũng đã bắt gặp quá trình rèn luyện của các Widow thay vì cổ điển ăn bán chú như thời kỳ của Romanoff. Và trên đây là tổng hợp và những phân tích chi tiết đã xuất hiện trong tập 205 của What If. Nếu còn phát hiện thêm thông tin thú vị nào thì các bạn đừng quên comment phía bên dưới để tất cả mọi người cùng biết nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video. Còn bây giờ thì Way Too Weird out.